Jung Hae In đến Việt Nam mê mẩn với món ăn Việt, âm thầm xuất hiện khiến fan nháo nhào. Dù đã được nhá hàng về sự xuất hiện tại Việt Nam, thế nhưng fan của Jung Hae In vẫn hoàn toàn không để ý mãi cho đến khi nam diễn viên chính thức xuất hiện tại Việt Nam. Được biết Jung Hae In sẽ có sự kiện vào chiều nay. Vào tối ngày 4 tháng 5, tài tử đình đám Jung Hae In khiến fan nháo nhào khi được xác định đã đến Hà Nội, Việt Nam. Được biết tài tử chị đẹp mua cơm ngon cho tôi đến Việt Nam để tham dự sự kiện diễn ra vào chiều mai 5 tháng 5. Trên trang cá nhân, chính CEO của nhãn hàng đã đăng tải hình ảnh dùng bữa và tác tài khoản đội ngũ nhân viên của Jung Hae In để ngầm xác nhận điều này. Thông tin tài tử sinh năm 1988 bất ngờ đến Việt Nam khiến người hâm mộ phát sốt, không ngừng chia sẻ và bàn tán dần dần, mong muốn được gặp thần tượng trên chính sân nhà. Trong hình ảnh được đăng tải, Jung Hae In cùng các nhân viên dùng món tại một quán ăn Việt và viết khoảng thời gian tuyệt vời cùng team Jung Hae In, hôm nay hãy ăn thật no bụng để ngày mai cùng cố gắng nhé. Được biết, đây không phải lần đầu Jung Hae In đặt chân đến Việt Nam. Tuy nhiên, trái việc sự chào đón nồng hậu tại sân bay, lần này Jung Hae In đến khá âm thầm khiến các fan không có dịp ra sân bay đón thần tượng. Trước đó vào tháng 7 năm 2018, nam diễn viên Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi gây xôn xao sân bay Tân Sơn Nhất. Jung Hae In đặt chân đến Việt Nam trong sự chào đón liệt nhiệt của người hâm mộ. Các fan của anh đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh từ sớm với nhiều banner, băng rôn tiếng Hàn để chào đón thần tượng. Ngôi sao xứ Hàn rất vui khi nhận được sự yêu mến của khán giả Việt. Anh vui vẻ nhận chiếc nón fan tặng, di chuyển sau chặng bay từ Hàn Quốc đến Việt Nam. Jung Hae In tỏ ra khá phấn chấn và hào hứng khi đến Thành phố Hồ Chí Minh. Buổi gặp gỡ fan đầu tiên của nam tài tử Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi của Jung Hae In diễn ra với sự có mặt của hàng trăm fan tại nhà hát Quân đội, Thành phố Hồ Chí Minh. Nam diễn viên không chỉ chia sẻ về cuộc sống, sự nghiệp của mình mà còn dành thời gian để chơi game cùng fan. Thừa nhận là một người sống nội tâm, ít chia sẻ nên Jung Hae In khá khó khăn để bày tỏ tình cảm, sự biết ơn của mình dành cho các fan. Đặc biệt, anh rất bất ngờ trước sự chào đón của khán giả Việt. Ấn tượng về Việt Nam rất tốt đẹp. Từ khi đáp xuống sân bay, tôi thấy rất nhiều fan đến đón. Đây là động lực lớn cho tôi. Đất nước các bạn thật tuyệt vời. Tôi hứa sẽ quay trở lại Việt Nam lần nữa. Tôi yêu các bạn nhiều lắm. Nam tài tử điển trai sinh năm 1988 chia sẻ. Không chỉ vậy, anh còn tự viết thư tay và đọc cho mọi người nghe để thể hiện tình cảm của mình. Đặc biệt, tại buổi gặp gỡ fan đầu tiên ở Việt Nam, Jung Hae In đã thể hiện một bản ballad ngọt ngào, Meaning of You. Nam diễn viên Chị đẹp mua cơm cho tôi chia sẻ từ khi đến Việt Nam, anh ấp ủ ca khúc này từ rất lâu và muốn gửi bài hát này tới fan Việt. Bên cạnh những khoảnh khắc giao lưu trò chuyện, Jung Hae In cũng chơi game ném bóng rổ và rút gỗ cùng 4 bạn fan may mắn. Tuy nhiên, có vẻ như muốn được tặng quà cho fan nên ở cả hai trò chơi Jung Hae In đều tự nguyện chịu thua và chụp ảnh với họ. Thậm chí trong mọi trò chơi, anh chàng đều thể hiện sự ga lăng tuyệt đối khi cổ vũ cho fan bằng những cái đập tay và tự tay nhặt bóng đưa fan. Jung Hae In không chỉ là nam diễn viên hàng đầu xứ Hàn mà còn có xuất thân rất khủng. Jung Hae In sinh ra trong một gia đình có gia thế khủng ở Hàn Quốc, cha mẹ của anh đang điều hành một bệnh viện. Thêm vào đó, cha của nam diễn viên cũng là giáo sư tại trường đại học Y ở Hàn Quốc. Đặc biệt hơn cả, khi Jung Hae In còn là hậu duệ đời thứ 6 của nhân vật lịch sử Jung Jak-jong, người được mệnh danh là Mỹ Nam số 1 thời Joseon. Được biết, Jung Jak-jong là một nhà triết học, thực học, nhà thơ và cũng là trợ thủ đắc lực của vua Jeongjo, vị vua thứ 22 đời Joseon. Có lẽ chính bởi là hậu bối của bậc trâm anh thế Việt nên Jung Hae In mới sở hữu năng lực vượt trội và ngoại hình sáng như vậy. Vào nghề muộn, khi đã 27 tuổi, Jung Hae In vẫn quyết định chậm mà chắc đi lên từ những vai phụ nhỏ. Phải tới Chị đẹp mua cơm cho tôi đóng cùng Son Jae-jin, Jung Hae In mới thực sự nâng tầm sự nghiệp, trở thành nam chính được yêu mến nhất xứ Hàn.